các em đã đến với chương trình ôn tập môn ngữ văn trực tuyến của trường Nguyễn Khuyến. Trước khi bắt đầu với bài giảng ngày hôm nay thì cô muốn các em hãy quan sát thật kỹ trên màn hình. Cô có hai bạn là Long và Hạnh. Hôm nay thì sau khi đi học về, Long và Hạnh đã gặp nhau trên đường đi. Sau đó thì Long và Hạnh đã có một cái cuộc trao đổi ngắn như sau. Long nói với Hạnh: "Hạnh ơi, mình mới mua được hai vé xem phim hay lắm nè." Thì lúc đó Hạnh đã trả lời: "Vậy hả? Sao có một mình mà cậu mua đến hai vé thế?" Vậy thì nếu như các em tinh ý, các em có nhận ra được một cái sự bất ổn nào đó trong cuộc hội thoại giữa bạn Long và bạn Hạnh hay không? Rõ ràng, Long đã đưa ra hai cái câu nói. Thứ nhất là một câu cảm thán và thứ hai là một câu trần thuật. Nhưng mục đích của Long không phải là để bộc lộ cảm xúc hay là để kể chuyện cho Hạnh nghe, mà Long đang muốn mời Hạnh một cách tế nhị đi xem phim cùng với mình. Tuy nhiên Hạnh thì không hiểu mục đích nói của Long, cho nên đã có một cái câu trả lời. Thứ nhất, có thể là đã khiến cho Long bất ngờ. Và thứ hai, nó còn khiến cho Long thất vọng nữa. Thông qua cái cuộc hội thoại này thì chúng ta có thể khẳng định một điều. Việc nắm chắc được cái chức năng của các cái kiểu câu trong quá trình giao tiếp cũng như là trong việc tạo lập văn bản hàng ngày á, nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Và vì thế, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau đến với một chuyên đề rất là bổ ích. Đó là chuyên đề câu phân loại theo mục đích nói. Chuyên đề này sẽ trải qua hai nội dung chính như sau. Thứ nhất đó là phần ôn tập về lý thuyết và thứ hai như thường khi đó là phần thực hành. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần một lớn, phần ôn tập lý thuyết nhé. Một nhỏ phân loại câu. Như chúng ta đều biết, để phân loại câu trong tiếng Việt thì mình có thể dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Tuy nhiên sẽ có hai tiêu chí cơ bản và thường được sử dụng nhiều nhất. Đầu tiên đó chính là tiêu chí về cấu tạo. Nếu dựa trên tiêu chí này thì chúng ta có thể phân loại ra các kiểu câu như câu đơn, câu ghép, câu rút gọn hay là câu đặc biệt. Và cái tiêu chí số 2 đó chính là phân loại câu theo mục đích nói. Thì đây cũng chính là cái tiêu chí quan trọng mà chúng ta sẽ được học trong cái chương trình trọng tâm tiếng Việt lớp 8 học kỳ 2 này. Và nếu như phân loại câu theo cái tiêu chí mục đích nói thì chúng ta sẽ có 4 kiểu câu cơ bản như sau. Thứ nhất đó là câu nghi vấn, thứ hai là câu cầu khiến, thứ ba là câu cảm thán và cuối cùng là câu trần thuật. Bây giờ để các em có thể có một cái nhìn thật là trực quan cũng như là thật là tổng quát về đặc điểm hình thức, chức năng của bốn kiểu câu này có gì giống hay là khác nhau, chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 nhé. Hai nhỏ, đặc điểm các kiểu câu phân loại theo mục đích nói. Trên màn hình, cô có một bảng so sánh 4 kiểu câu, nghi vấn, cầu khiến, cảm thán và trần thuật dựa trên một số tiêu chí về hình thức và chức năng gồm có từ ngữ, dấu câu đi kèm, chức năng chính và chức năng phụ. Trước hết là về mặt từ ngữ. Ở câu nghi vấn, chúng ta thấy có sự xuất hiện của các từ ngữ thể hiện rất rõ ý nghi vấn, ví dụ như là ai, gì, nào, sao, tại sao, đâu, hay, bao giờ, bao nhiêu, à, ư, hả. Đối với câu cầu khiến thì chúng ta thấy là có những cái từ ngữ thể hiện rõ và rất thông dụng cái ý nghĩa cầu khiến, ví dụ như hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào. Và cảm thán thì trong câu cảm thán người ta sẽ sử dụng những từ ngữ thể hiện rõ được những cái cảm xúc trực tiếp của người nói và người viết, ví dụ như trời ơi, than ôi, thương thay, biết bao, xiết bao, vân vân. Và cuối cùng là kiểu câu trần thuật. Thì đây là kiểu câu với cái số lượng nhiều nhất. Vì vậy trong thực tế sử dụng, nếu như phải xác định kiểu câu này, người ta có thể làm cái phương pháp loại trừ, tức là xem thử câu đó có hay không có những cái đặc điểm của các kiểu câu như nghi vấn, cầu khiến, cảm thán để mà có thể xác định một cách dễ dàng nhất. Tiếp đến chúng ta sẽ nói về phương diện dấu câu. Thì trong câu nghi vấn, dấu câu đi kèm thường xuyên được sử dụng nhiều nhất đó chính là dấu chấm hỏi. Ngoài ra, kết thúc một câu nghi vấn đôi khi vẫn có thể là dấu chấm than, dấu chấm lửng hoặc là dấu chấm. Cuối một câu cầu khiến thông thường sẽ là một dấu chấm than. Tuy nhiên, nếu ý cầu khiến đó không quá mạnh mẽ thì người ta cũng có thể thay thế dấu chấm than này bằng một dấu chấm. Cuối một câu cảm thán thì bao giờ cũng là một dấu chấm than. Cuối một câu trần thuật thông thường sẽ là một dấu chấm. Tuy nhiên, đôi lúc cũng có thể là dấu chấm than hoặc là dấu chấm lửng. Tiếp theo là về chức năng. Đối với câu nghi vấn, chức năng chính của câu nghi vấn như chúng ta đều biết là thường được sử dụng để hỏi. Tuy nhiên, ngoài dùng để hỏi, câu nghi vấn còn có thể được sử dụng để cầu khiến, ra lệnh, đe dọa,
hoặc là bộc lộ cảm xúc chẳng hạn. Đối với câu cầu khiến thì chức năng chính của nó chính là yêu cầu, đề nghị, ra lệnh, khuyên bảo, vân vân. Câu cảm thán thì có một cái chức năng rất là rõ để có thể dễ dàng nhận ra, đó chính là bộc lộ cảm xúc. Cuối cùng là kiểu câu trần thuật. Thì đây là cái kiểu câu chiếm cái số lượng rất là lớn như đã nói ngay từ đầu, cho nên chức năng chính của nó là để kể, này, tả, thông báo hay là giới thiệu. Ngoài ra, nó cũng có thể đảm nhận một số chức năng khác như là để yêu cầu, đề nghị hay là bộc lộ cảm xúc. Giống như là bạn Long ngay ở cái phần hội thoại đầu tiên của mở bài ấy, bạn đã sử dụng một câu trần thuật với cái mục đích đó là đề nghị được mời bạn Hạnh đi chơi. Vừa rồi thì cô và các em đã cùng nhau nêu lại, ôn lại toàn bộ những cái kiến thức cơ bản trọng tâm nhất về đặc điểm hình thức cũng như là chức năng của bốn kiểu câu được phân loại theo tiêu chí mục đích nói, gồm có nghi vấn, cầu khiến và cảm thán cũng như là trần thuật. Hy vọng là thông qua cái việc ôn tập lại toàn bộ những kiến thức này thì các em có thể nắm chắc được đặc điểm của các kiểu câu để vận dụng trong quá trình giao tiếp hàng ngày cũng như là trong quá trình tạo lập văn bản. Bây giờ để có thể củng cố lại toàn bộ những kiến thức lý thuyết mà chúng ta vừa mới ôn tập ở phía trước, cô và các em sẽ cùng đến với phần thứ hai, đó là phần luyện tập thực hành. Bài tập đầu tiên, bài số 1. Hãy xác định kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật trong số các câu sau. Nhớ là không xét các câu được đặt trong dấu ngoặc. Câu A. U nó không được thế. Câu B. Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải vào tù, phải tội. Câu C. Chị Cốc Béo Xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả? Câu D. Này, các em không để chúng nó yên được à? Câu E. Các em đừng khóc. Câu F. Ha ha. Câu G. Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới, nước bao vây cách biển nửa ngày sông. Sau khi đã đọc được kỹ đề, các em hãy dựa vào những cái đặc điểm về hình thức cũng như là chức năng của bốn kiểu câu này và xác định cho cô mỗi câu sẽ thuộc kiểu câu nào trong số bốn kiểu câu phân loại theo tiêu chí mục đích nói. Dừng lại màn hình đôi chút và thực hiện yêu cầu của cô nhé. Sau đây là phần gợi ý của cô. Chúng ta có câu nghi vấn là câu C, câu D, câu cầu khiến là câu A, câu E, câu cảm thán là câu F và câu trần thuật là câu B và câu G. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 2. Bài tập thứ 2, nối hai cột A và B sao cho hợp lý nhất. Ở cột A, câu A, lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta, Hồ Chí Minh. Câu B, thầy em hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ sốt ruột, ngồi tất tố. Câu C, thế rồi dễ rất tắc khở, Tô Hoài. Và câu D, con người đáng kinh ấy bây giờ cũng theo gót Đinh Tư để có ăn ư, Nam Cao. Và cột B gồm có các cái tiêu chí như sau. Thứ nhất là mục đích dùng để kể. Thứ hai là mục đích dùng để bộc lộ cảm xúc. Thứ ba là mục đích dùng để khuyên bảo. Và cuối cùng là mục đích dùng để trình bày suy nghĩ của mình. Hãy đọc thật kỹ và sau đó nối hai cột A và B phù hợp giữa kiểu câu và mục đích nói của cái kiểu câu đó với cột B tương ứng nhé. Sau đây là phần gợi ý của cô. Chúng ta sẽ có câu A được dùng để sử dụng với mục đích trình bày suy nghĩ, câu B dùng để khuyên bảo, câu C là để kể và cuối cùng câu D là để bộc lộ cảm xúc. Bài 3, đặt câu theo những yêu cầu sau. Thứ nhất là câu nghi vấn bộc lộ tình cảm, cảm xúc trước số phận của một nhân vật văn học. Thứ hai là câu cầu khiến để đề nghị một người bạn kể về nội dung một bộ phim vừa được trình chiếu. Thứ ba là câu cảm thán để bộc lộ cảm xúc khi nhìn thấy cảnh mặt trời mọc trên biển. Và cuối cùng là một câu trần thuật dùng để thông báo về lịch học. Bài tập cuối cùng, bài tập số 4. Viết một đoạn đối thoại ngắn có sử dụng cả bốn kiểu câu đã được học, sau đó gạch chân. Và cái yêu cầu thứ hai là xác định chức năng cụ thể cho từng kiểu câu mà các em vừa mới dùng. Nội dung của bài tập số 3 và số 4 mà cô vừa đưa ra cũng chính là cái phần mà bài tập về nhà cô muốn giao lại cho các em. Bài học của chúng ta đến đây cũng là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Rất mong là các em đã có những cái giờ phút học tập thật là thú vị cùng với cô. Hẹn gặp lại các em trong những buổi học tiếp theo nhé.